khi dẫn bài Mía. Viết về cái tiếng nói trữ tình, viết về các mùa xuân, viết về cây liễu, viết về các cái loài hoa, đề vịnh một cái cách sống khác. Ví dụ những cái bài như cây chuối chẳng hạn, tự bén hơi xuân tốt lại thêm đầy buồng lạ màu thâu đêm, tình thư một bức phong còn kín, gió nơi đâu gượng mà xem. Nhìn cái nón cây chuối mà nhận ra, mà cảm nhận đấy nó là cái bức thư tình. Thế rồi là những cái tiếng nói hướng về cái đời sống. Bên cạnh những bài như là cây chuối thì có những bài viết về cây mía chẳng hạn, cũng hết sức là độc đáo. Có thể nói là nó là khơi nguồn của cái lối thơ thanh tục của Hồ Xuân Hương sau này. Viện xuân đầm ấm nắng sơ roi, áo tế hung hung thỏa mặc thôi, ăn nước kìa ai được thú, lần từng đốt mới hay mùi. Thì ở đây Nguyễn Trãi nói cái việc mà ăn mía là ăn từng đốt một, nó mang cái chất thẩm mỹ, nó mang cái chất nhẹ nhàng của cái nghệ thuật, cái sự thưởng thức mía. Thì không phải là ăn vài ba đốt mà lần từng đốt mới hay mùi. Thì nó cho thấy một cái gì đó nó không phải chỉ là cái chuyện ăn mía. Thì đấy chính là những cái chiều kích nó mở rộng cái thế giới nghệ thuật trong những cái mảng thơ chữ nôm của Nguyễn Trãi. Ẩn chứa những nỗi niềm ưu thời mẫn thế mà kẻ sĩ đời nào cũng đa mang. Thật dễ hiểu khi thơ nô Út Trai thiếu đến đời nay vẫn còn nhiều giá trị. Sự vang động ấy một phần là ý nghĩa sâu sắc của chiều sâu tâm tư tình cảm, mặt khác nhờ tựa được vào những cảm hứng thiên nhiên rất đỗi hồn hậu, thân quen, thuần việt. Cánh cũ non quê 400 mét nữa tại Hồ Xuyên đi theo lối ra thứ hai chốc về Hồ Thành lên Hồ Thành thay về phía Trần Thái Tông, sẽ trái vào Trần Thái Tông chiêm bao người đã đến. Trẻ tiên nước vin bầu yên nguyệt, mai rụng hoa đeo bóng cách sông. Những đánh giá cảm nhận về nguồn cảm hứng thiên nhiên trong thơ nôm Ước Trai cùng với bài Thuật Hứng số 6 qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà càng cho thấy cái tài của Nguyễn Trãi trong việc kết hợp nhuần nhuyễn ngôn từ với cảm xúc trước thiên nhiên. Chuyên mục Chuyện cũ tích xưa. Quý vị và các bạn thân mến, ở thế kỷ 19, có một nhà nho đã dày công sưu tầm thơ văn của Ước Trai. Bộ sách Ước Trai di tập mà ông tìm được trong dân gian là một kỳ tích về sưu tầm khảo cứu trong lịch sử văn chương Việt Nam. Nhà nho ấy là Dương Bá Cung. Nhờ ông, ngày nay chúng ta có điều kiện tiếp cận sâu sắc, đồng bộ, tài năng, trí tuệ và tâm hồn Nguyễn Trãi. Đặc biệt, soạn giả Dương Bá Cung được công nhận là người đầu tiên sưu tầm trọn vẹn 254 bài thơ nôm của Ước Trai, những châu ngọc của thơ ca thời trung đại của dân tộc ta. Dương Bá Cung sinh năm 1795, mất năm 1868. Lúc bé có tên là Dĩnh,
hiệu là Cấn Đình, quê ở làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông, nay là thành phố Hà Nội. Năm 1821, đời Minh Mạng, ông đỗ cử nhân, sau đó ra làm quan. Năm 1828, ông làm hành tẩu bộ công. Đến năm 1830, chuyển làm tri huyện Gia Bình. Đúng lúc có nhiều cuộc nông dân nổi dậy chống lại triều đình. Được 2 năm, ông bị giáng 3 cấp vì không trị nổi giặc. Rồi sau ông về làm huấn đạo Đan Phượng vào năm 1833. Vào năm 1840, ông được thăng giáo thụ phủ Tiên Hưng. Đến năm 1841, ông được thăng đốc học tỉnh Biên Hòa. Sau đó do bị bệnh nặng, ông xin về nghỉ dưỡng rồi mở trường dạy học ở Hưng Yên. Do yêu quý Nguyễn Trãi, xót xa trước tình trạng thất tán các tác phẩm của Nguyễn Trãi, từ những năm 1822 đến năm 1823, Dương Bá Cung đã đi khắp từ Nam ra Bắc, gặp ai cũng dò tìm tác phẩm của Ước Trai mang về, rồi theo loại mà sắp xếp thành một tập. Đến đầu những năm 30 của thế kỷ 19, lúc này tài liệu thu thập đã tương đối phong phú, ông mang đến cho Nguyễn Năng Tĩnh, một văn thần danh tiếng đời Gia Long, xem và nhờ biên soạn, sắp xếp, phê bình, kiểm duyệt và đề lời tựa. Nguyễn Năng Tĩnh nhận lời và đã xếp thành 4 quyển, sau đó ở cuối lại phụ trách thêm thơ văn Nguyễn Phi Khanh làm quyển thứ 5, lấy nhan đề Ước Trai Di Tập. Năm Giáp Ngọ 1834, Dương Bá Cung mang theo tập sách đã được Nguyễn Năng Tĩnh biên soạn, sắp xếp đến thăm và nhờ Ngô Thế Vinh, một bậc tri thức uyên bác về nhiều lĩnh vực, để tựa cho sách và đã được chấp nhận. Ngô Thế Vinh đã để lại một bài tựa, và hơn nữa, ở một số bản còn lưu lại nhiều đoạn bình của ông cùng Nguyễn Năng Tĩnh, chứng tỏ có đóng góp vào việc hiệu đính bình chú. Sau đó, Dương Bá Cung trở về và chỉnh lại sách, và đến năm Bính Thân 1836 lại đem tới cho Ngô Thế Vinh xem lại. Lần này tập sách đã được biên soạn, sắp xếp rõ ràng, hoàn chỉnh hơn lần trước. Đằng sau này có một rồi hai ông bàn nhau ngay đem công bố này sách cho mọi người cùng biết. Nhưng mãi đến tháng 8 năm Mậu Thìn 1868 mới được thực hiện, khi bản tin Phúc Khê ra đời, tức 7 tháng sau khi Dương Bá Cung qua đời. Ước Trai Di Tập được in ván gồm 259 tờ. Toàn bộ sách có 7 quyển, gồm quyển 1 thi tập, gồm 3 bài tựa của Nguyễn Năng Tĩnh, Ngô Thế Vinh và Dương Bá Cung, tức 105 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi cùng Phố Núi Chín Linh và Côn Sơn Ca. Quyển 2, Nguyễn Phi Khanh thi văn tập, là những thơ văn của thân phụ Nguyễn Trãi. Quyển 3, văn tập, gồm những bài chiếu, biểu do Nguyễn Trãi viết. Quyển 4, Quân Trung Từ Mệnh Tập, là tập từ chương viết theo mệnh lệnh trong quân chướng và những thư tín khiêu chiến thư do Nguyễn Trãi viết gửi cho vua, quan và tướng lĩnh nhà Minh. Quyển 5, Sự Trạng Bình Luận, gồm những sự trạng và những lời bình luận về Nguyễn Trãi, trích từ các sử truyện gia phả. Quyển 6, Ước Trai Dư Địa Chí và tựa Toàn Việt Thi Lục, Nguyễn Trãi soạn với tấm lòng yêu nước thương dân, là một công trình đặc biệt.